các bạn. Trước đây chúng ta có chụp một thông tin để bán chụp hình mạch. Tuy nhiên thông tin ngày càng ít đi bởi vì sự xuất hiện của các phương pháp quảng cáo cũng xâm nhập lên các đơn vị tuyến của chúng tôi. Về cả các đơn vị tuyến thì chúng ta chụp rất là nhanh, chúng ta có giá trị thì cũng là chúng ta rất là cao. Thế thì để bắt đầu chúng ta sẽ xem lại ngoài hình ảnh X-quang đúng không? Hình ảnh chụp chứng qua lôi chẳng hạn đã xong, người nghĩ đến gì nhỉ? Ta hiểu hình ảnh X-quang đến X-quang trên hình ảnh X-quang của quy chúng ta bị từ từ qua lôi chúng ta gọi là có hình ảnh kỹ thuật cả đi là tin gì là tin dày đúng không? Sao ạ? Nhưng mà thực tế rằng là chúng ta thấy rằng là những hình ảnh X-quang này chỉ mang tính là gì ạ? Tính gợi ý thôi, chúng ta hướng tới chứ không thể chẩn đoán chắc chắn được, vì chúng ta không nhìn được hết toàn bộ tất cả những chi tiết giải phẫu của trong của tim của các mạch máu lớn đúng không ạ? Bản chất tại sao có hình dày như vậy? Người ta phải mỏ tim lên trên sang phải tất phải cái đạo đúng không? Thì nó hơi mỏ tim lên trên sang trái lên cao hơn. Và sau đó còn cái gì nữa? Cơ cổ sang. Cơ cổ từ treo, từ đó mà cái khung cái cổ chúng ta cần được nhìn thấy đúng không? Nó họng lại. Tại vì bản chất chứng pha lô chính là hẹp cái đường ra tất phải, và khi hẹp đường ra tất phải hay là teo kể cả cái bát của cổ chúng ta là cái cổ không nở nữa. Thì thường nó sẽ kiểu nó sẽ nhỏ đi, trên đi xoan chúng ta sẽ không nhìn thấy dấu ấn cổ không nổi. Thế ra quy sẽ có hình như thế. Thêm một cái nữa chúng ta sẽ có về cái trên hình ảnh này, đáp án chúng ta có rồi, hẹn gặp máy chủ trên hình ảnh của Xuân Quy thì cái dấu hiệu nào của ý là hẹn gặp máy chủ bật được chờ nhé dấu hiệu gì nhỉ? Cung động hẹn gặp máy chủ thì chúng ta quan tâm cung được cái gì ạ? Cung máy chủ đúng không? Cung máy chủ hẹn thì nó sẽ có dấu ấn đây thì thành hình chữ gì hình số mấy trên hình ảnh của Xuân thường thật của Quy như thế nào? Kính thẳng của chúng ta có cái số 3 đúng không? Thì hẹn số 3 từ cái hiện vị trí eo thắt đây hình ảnh số 3 đúng không? Thế còn lại nếu trong trường hợp mà chúng ta chụp theo cái hướng khác, đây để chụp theo hướng thẳng hướng quy trên trước sau, còn nếu mà chúng ta theo hướng khác nữa này chúng ta thì chúng ta chụp thực quản gì ạ? Chụp ba đít cho thực quản và chụp theo hướng trách đúng không? Hình nghiêng chúng ta sẽ nhìn thấy cục lộ rõ hơn cái cục máy chủ này nó, tại vì sao tương quan của cục máy chủ sẽ nó nằm sát với cả vị trí thực quản đúng không ạ? Thực quản nằm phía sau. Thế thì nó sẽ dấu ấn của cái cùng là chủ hẹp, nó sẽ cái vị trí hẹp thì thường nó sẽ là cây hiệu quả phía trước giãn ra và phía sau hơi giãn ra bởi vì nó thay đổi tính chất của cái dòng chảy. Ở đây thì nếu chủ thực quản cảm quan như này thì chúng ta có dấu số ba ngược với số 3 xuôi như vậy anh quan cái hình này quan mà khá kinh điển của người đúng không? Thế một cái nữa là chúng ta có một cái là tim như này, người nhìn dung quả tim này rất là to ấy. Đúng không? Thế để nói tim to chúng ta nói căn cứ cái gì nhỉ? Chỉ số tim ngực đúng không? Chúng ta sẽ không lấy cái đo đây nữa, nhưng mà bằng mắt thường không cần đo chúng ta có thể tim to bản tim này có hình gì? Người giống hình gì? Không có bữa. Có bạn nói tràn dịch đúng không? Tràn dịch ngoài tim. Tràn dịch ngoài tim, nếu có tràn dịch ngoài tim thì bạn làm sao phân biệt được tim to thực sự ạ? Tất cả những tim đều to. Ở đây chúng ta chú ý là cái cung tim đấy chúng ta đều thấy là khá rõ. Cái này thì không có tình trạng tràn dịch ngoài tim đâu. Cái này thì chúng ta nó trong cái định lý tim nó gọi là tim hình hộp, cũng có thể nói tim hình hộp dạng box shape. Thì cái này thì gặp trong tình trạng mà bệnh lý tim bẩm sinh hoặc là một bất thường Einstein, tức là trong trường hợp này bất thường Einstein chính là cái tình trạng gì ạ? Mai nghe được đây chưa? Van gì ạ? Cái gì của van ba lá xa, không phải cả van cả ba lá van đâu đúng không? Ở đây chủ yếu chúng ta là gì ạ? Chúng ta cái lá vách của van ba lá nó nằm thấp xuống dưới đúng không? Và nó gây nhĩ hóa của cái gì ạ? Một phần buồng thấp phải đúng không? Ở đây chúng ta thấy rằng là đây số 4 chính là gì ạ? Nhĩ phải, 4 là nhĩ phải. Và khi mà cái lá vách nó nằm thấp xuống và bắt bạn tất xuống thì cả một cái phần của cái phần thất bản biến thành nhĩ này lúc này máu sẽ gì ạ? Máu sẽ nằm ở đây và cái van ba lá thấp đấy nó sẽ tạo thành cái vùng nhĩ nữa và máu nó chỉ đi qua van ba lá ở đây thôi, chỉ số 1 thì cái vùng
thất phải sẽ thu gì ạ, thu hẹp lại vùng, thực ra bản chất nó là vùng nhận máu, thất phải thu hẹp lại. Và đồng thời nó sẽ gì ạ, khi cái vùng này thu hẹp lại thì nó cũng gì ạ, làm giảm thiểu cái tình trạng là nó thứ nhất là càng giãn cái tình trạng của cái nhĩ phải ra và làm giảm cái tưới máu lên cổ. Nên nó cũng gây ra tình trạng tim suy cơ tim, gây tình trạng tưới tim hổ và tùy theo mức độ bám thấp nhiều hay ít, thậm chí bám sát được cái tận mỏ tim mà chúng ta có các trên cái phân độ ABCD, 3ABCD theo các phong tiên. Chúng ta còn cái nữa thôi, cái hình này chúng ta thử xem X-quang. Nào mọi người nghĩ hình X-quang này là tim có hình gì ạ? À, hoặc là các cái cấu trúc tim này có chúng ta có hình gì? Hình ảnh gì chúng ta khá tự ý mô đồ. Hình gì ạ? Snowman của sự việc trong bệnh gì? Nên chúng ta sẽ lý giải dần tại sao? Tại vì ra X-quang chúng ta có những cái dấu ấn một chút đúng không? Bình thường thì bên trái, bên trên trái là bên trên phải cái gì ạ? Cung của cái gì ạ? Cung mạch chủ trên đúng không ạ? Cung mạch chủ rồi bên dưới là nhĩ của gì? Dưới phải là nhĩ phải đúng không ạ? Bên dưới là thất phải đúng không ạ? Bên này là tuyến dưới, bên trái là trái đúng không ạ? Ở giữa là cung của mạch phổi và trên nữa là gì ạ? Phổi chủ đúng không ạ? Thế trong trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Tự nhiên ở vị trí của động mạch phổi này, cung động mạch phổi này xuất hiện lại lồi ra, có thể nguyên nhân là do cái gì ạ? Động mạch phổi nó giãn ra đúng không? Có thể động mạch phổi giãn ra hoặc là cái diện nguyên nhân khác. Nhưng ở đây chúng ta chú ý rằng là gì? Các cái nhánh chúng ta lại quan tâm đến các diện các nhánh của mạch vân phổi hay là nhánh mạch máu phổi, chúng ta thấy rằng là gì? Các cái nhánh mạch phổi đây nó vẫn có một điều kiện khó nhìn một chút, nhưng có xu hướng cái nhánh mạch phổi nó hội tụ về phía dưới phổi, có nghĩa là nó cũng có vẻ nó cũng còn một hội tụ quanh cái nhánh cái cấu trúc cong nổi này đúng không? Có vẻ nó nằm ngoài chủ cái diện, có vẻ nằm ngoài cái động mạch phổi đúng không? Có thể là động mạch chủ cũng hợp lý thôi, và cái tim bên dưới cái tim to do hậu quả của cái tim sinh đúng không? Thực ra cái này thì chúng ta có một cái thể gọi là bất thường tĩnh mạch phổi rồi về tim, toàn bộ thể trên tim, trên tim đúng không? Đây nó sẽ lý giải bằng hình ảnh chụp mạch đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là gì, tất cả các tĩnh mạch phổi thông thường bình thường nó sẽ bốn tĩnh mạch phổi, ít nhất bốn tĩnh phổi, có thể bên phải có thể thêm một tĩnh mạch phổi giữa nữa, mà thường nó sẽ có thể một lưu sớm hoặc là đủ riêng, nhưng thông thường chúng ta sẽ có bốn tĩnh mạch phổi và đổ về nhĩ đầu này, nhĩ trái đúng không? Nếu về nhĩ trái cái đổ về bình thường, nếu mà bất thường thì sẽ nó đổ về lên thể trên tim, chúng ta thấy rằng là bốn tĩnh mạch phổi hội lưu thành thân trung đúng không? Sau đó cái thân trung này sẽ đi đổ lên trên, đi thẳng lên trên và nó nối hội lưu với tĩnh mạch vô danh. Ở đây chúng ta có tĩnh mạch vô danh bên trái và nó thành một khúc ngang nữa, nó đi sang bên gì ạ, bên phải, nó hội lưu với tĩnh mạch chủ trên đây dòng chảy và hội lưu với tĩnh mạch chủ trên xong thì nó mới đi về gì ạ, nhĩ phải và mới sang thất phải. Như vậy là máu từ tuần hoàn gì ạ, máu dầu tiêu cơ, ở đây có nghĩa là gì, máu dầu oxy từ phổi lại quay về về tim phải, có một trộn lẫn vào tim phổi tím đúng không? Đây cái dấu hiệu của dấu hiệu Snowman thì là cái dấu hiệu mà mọi người biết thì là hay gặp trong cái bệnh cảnh gì ạ, cảnh là bất thường tim mạch phổi, bất thường dấu hiệu tim mạch phổi đối với tim toàn bộ và thể trên tim. Tại vì đối với cả các bất thường tim mạch phổi về thì chúng ta sẽ có các thể gì ạ, trên tim, tại tim và dưới tim, có thể những trường hợp các lỗ tim mạch chủ dưới nhưng phải là tim mạch chủ trên, còn lại hoàn toàn có thể bán phần nữa, chúng ta có thể gặp một cái bán phần. Bán phần đây. Từ đây hình ảnh này mọi người nghĩ gì ạ? Có gì đặc biệt không ạ? Có ai nhớ cái hình ảnh gì không? Có ai nhớ gì Hồi giáo hay nhớ gì Thổ Nhĩ Kỳ? Chúng ta phân biệt từ bắt đầu chúng ta bài chúng ta này chúng ta tập trung về tim đúng không, chúng ta không nói về nhu mô phổi đúng không? Thế chúng ta thấy là cung trên phải chúng ta thấy có gì ạ, bình thường đúng không ạ, cung dưới phải có vẻ bình thường, cung dưới trái bình thường, cung vị trí của động mạch phổi động mạch chủ có vẻ bình thường, nhưng mà cái gì bất thường đấy? Thế chúng ta có cái dấu hiệu gì ạ? Cái dấu hiệu gì, cái dấu hiệu gì, cổ ngược cái này, dấu hiệu gì, bụng đúng không? Đấy chúng ta thấy được cấu trúc có vẻ là nó hơi giãn này, hơi xuống dưới thì nó sẽ kéo hẳn xuống dưới mạch đúng không? Bình thường thì vòng mạch chúng ta ở đây, nhưng mà chúng ta thấy là cái cấu trúc này nó nằm khỏe, nó liên tiếp từ trên và có dạng có vẻ như là cấu tương ứng với cả cái diện thành màu đúng không? Nó lại đổ, nó lại từ trên này nó hướng xuống dưới và đi xuống dưới mạch, có vẻ xuống dưới mạch đúng không ạ? Thấy không ạ? Nó giống hình gì ạ? Hình kiếm chứ ạ?
Rồi thì xong cái gì ạ? Nào xong cái gì nào mọi người? Vị trí này chúng ta có thể có những cái mạch gì ở đây là nếu mà chúng ta khu trú là mạch máu, phân tích nhỉ? Thì rốn phổi rồi, thì bây giờ sẽ có những mạch gì? Rốn phổi thường có mạch gì? Động mạch phổi. Động mạch phổi. Cái hai gì có những gì về rốn phổi nữa? Phế quản. Đây chúng ta không nói về phế quản, ta nói về mạch máu. Chúng ta có động mạch phổi, chúng ta có tích mạch phổi nữa. Tính hai cái cấu trúc đấy thường nó sẽ hay gặp ở rốn phổi đúng không ạ? Thế thì cái này thì thực ra thì với X quang chúng ta rất khó mà tức là đây là dấu hiệu gián tiếp khi chúng ta dựa theo cả vi quan chụp mạch rồi và chúng ta gắp hình ảnh đi biển chúng ta gợi ý đến đây là hình ảnh bất thường trên mạch phổi đổ về đấy một phần đây chúng ta thấy hình dung như thế đúng không ạ? Thì lúc này là tĩnh mạch phổi nó không đổ về đấy, nó tĩnh mạch phổi nó bình thường nó đổ về đấy, tĩnh mạch phổi phải cái này nó không đổ, nó đổ về ý bên trái là bình thường. Nhưng trong trường hợp này nó không giống như lúc nãy chúng ta có hình ảnh bất thường đổi về toàn bộ thể trên tim, nhưng mà lúc này chúng ta thấy rằng là gì ạ? Một hoặc là toàn bộ các nhánh mạch phổi bên phải nó hội lưu nhau nó đổ về gì ạ? Tĩnh mạch chủ dưới. Đây nó đổ về chủ dưới. Và thường ở cái vị trí đổ về nó bao giờ nó khi cái lưu lượng nó tập trung về cái vị trí đổ về nó thường giãn ra. Đấy đúng không? Tức là ở giống như các con suối và con sông, khi các con suối nó hội lưu thành con sông nó được to hơn là con suối. Thế thì cái đầu thanh gươm thì thấy là tại sao cái thanh gươm cong cái gì này ở cái đầu nó bao giờ nó to hơn sau ở phía gần chuôi đao đúng không ạ? Thì ở đây là nguyên lý dòng chảy, tức là các nhánh nhỏ hội tụ về thì chúng lấy chúng ta ở cái đoạn cuối này chúng ta dòng chảy nó sẽ là cái lưu lượng nó lớn nhất và thường nó sẽ và tĩnh mạch áp lực thành nó mỏng hơn rất nhiều so với động mạch, do đó mà nó có thể giãn ra và cái vị trí hội lưu này nó nữa thì nó lại mở rộng ra và thành ra chúng ta có cảm nó nhìn nó giống như hình ảnh thanh gươm Thổ Nhĩ Kỳ đúng không ạ? Đấy, đây là cái thể mà bất thường của mạch phổi về một phần, cái chỉ một phần thôi nhé, chủ yếu thường hay gặp ở bên phải và chúng ta thấy dưới tim nó đổi tĩnh mạch chủ dưới. Và lúc này bây giờ mình chẳng có chỗ và lâm sàng nhưng có thể tím có không tùy theo mức độ. Chúng ta còn cái gì nữa? Còn cái dấu hiệu nhỏ nữa thôi. Thực ra thì cái dấu hiệu nhỏ này thì có thể ở cũng các bạn nào làm nhi có thể gặp, tại vì đối với cái thể mà tim nó đưa lên thì nhi thì sao chúng ta thấy rằng kim tấc ở phía trên này thường nó giãn rộng ra, cái này thì có thể bình thường cái trong bệnh lý cho trẻ con đang con thì tuyến điện tuyến đức đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy các cung tim có vẻ nó hơi khá tròn và đặc biệt đây là vị trí của cái của gì động mạch gì ạ, động mạch phổi đúng không ạ? Có vẻ nó không được, nó hơi lõm một chút chứ nó không có phổi ra cái này thì nhận ra tiếp chúng ta có đấy, nhưng có một cái dấu hiệu kinh điển ta gọi là một cái quả trứng tim giống như quả trứng nên làm chắc chắc như này. Bình thường tim nó nằm ở dạng chích sang bên trái sẽ nghiêng khoảng 45 độ đúng không ạ? Thế thì tim này hơi tròn, các tim tròn mà chúng ta gọi là quả dấu hiệu trứng treo trên dây. Và cái này thì gặp trong cái tình trạng mà chúng ta có quán vị đại động mạch. Chúng ta sẽ lý giải tại sao quán vị đại động mạch. Lúc này bình thường là gì ạ? Bình thường thì là gì? Ở cái tầng thấp và tầng nhĩ là bình thường. Tuy nhiên thì quán vị đại động mạch nghĩa là gì ạ? Động mạch chủ đi ra từ thấp bên thất phải đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy rằng là gì, hình ảnh minh họa dễ hơn, đây là nhĩ phải nhận máu từ tĩnh mạch chủ đổ xuống thất phải đúng không ạ? Và lúc này nó thất phải tống máu vào tuần hoàn hệ thống, tức là động mạch chủ ở đây, ở đây là động mạch chủ đúng không ạ? Thế còn ngược lại thì là gì ạ? Thất bên trái là thất chức năng thất hình thái như thất trái, nhưng tuy nhiên lại cấp máu kia cho động mạch cổ, vì do đó mà khi máu ở đây nó sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Thế thì thường các thể này thì thường phối hợp với các đường thông nữa, thông biên thất và thông biên nhĩ để cho máu nó trộn lẫn. Thế do đó mà trong cái hình thái này thì lúc này chúng ta thấy là vị trí của động mạch phổi với động mạch chủ nó hơi thay đổi. Thế do đó mà chúng ta sẽ thấy lên tim như vị trí của động mạch phổi động mạch chủ thường không rõ ràng nữa. Chúng ta có cảm giác về dấu hiệu của cái sợi dây trong quả trứng. Nhưng mà cái này thì thực ra là nó không dễ dàng gợi ý như là các dấu hiệu của điển hình chúng ta gặp như là trứng phalo, snowman hay là thanh gươm của những kỳ. Chúng ta đã có quay lại nhắc nhở một chút về cái này quen đúng không? Thế thì nói về tim bẩm sinh thì chắc chúng ta phải nói một chút về cái diện khối dây học của tim. Vì thực ra thì tất cả cái lý giải tại sao tim bẩm sinh, thực ra cái phân loại tim bẩm sinh đến bây giờ thì nó rất phức tạp. Tại mọi người nếu mà ít tiếp xúc với nó thì cảm thấy lùn lùn, rất là lùn. Thì thông thường thì là lâm sàng thì ta phân chia rất là dễ, tim bẩm sinh tím, không có tím. Và tùy theo cái huyết động của nó thì sẽ gây ra tình trạng tím, không tím, tức là máu trộn, không máu trộn. Thế còn lại là lý giải tại sao tim bẩm sinh thì chúng ta phải quay lại mô hình học của nó. Thì thông thường chúng ta thấy rằng là gì, ở cái tuần thứ tim thực ra thì là sẽ hình thành đầy đủ ở tuần thứ 8 và tuần thứ 2, tức là hoàn toàn có tim sẽ hình thành đầy đủ về hình thái của nó. Có thể là sau đó sẽ phát triển tiếp lên nhưng mà thông thường như thế. Thế thì ở mô phôi thì là gì ạ? Ngày thứ 19 thì nó có hai, có ta có hiện tim
và sau đó hình thành hai cái ống tim nguyên thủy. Hai tim nguyên thủy này nó lại chập với nhau. À, từ đó hai ống nội tim, xin lỗi, hai ống nội tim và chập với nhau thành ống tim nguyên thủy. Và trong hai ống tim nguyên thủy tức là gì? Ống tim nguyên thủy đấy đầu tiên nó ở tại cái thẳng như này. Thế sau đó thì bắt đầu nó phát triển và nó hình thành dạng chỗ phình và chỗ hẹp thắt, đúng không? Chỗ phình và chỗ thắt. Thì cái chỗ phình ở phía trên này này nó sẽ trở thành là cái gọi là thành động mạch, tức là cái nơi mà sẽ tạo ra được mạch phổi, mạch chủ. Như vậy chúng ta thấy là ở góc mô phổi nó thì động mạch phổi, mạch chủ có chung một gốc, chung một gốc cùng nhau. Rồi ở phía dưới này, ở đây, sau khi ở vị trí hành động mạch này thắt tận chỗ và chúng ta có một cái cấu trúc nữa của cái ống tim nguyên thủy sẽ phình ra, thành ra là gì, cấu trúc của hai thất, và lúc này nó cũng chưa có sự chia tách thất nào được, nó chỉ là gì cái vị trí của cái mầm thất thôi, đúng không? Và cũng thắt ở dưới thì thành là gì ạ, và đối với một số tĩnh mạch đổ về và cái hơi phình ra một chút thì thành vị trí của gì các cái cấu trúc của cái gì cái sẽ cấu trúc chuyển phát triển hàng nghĩ. Và khi đầu tiên thì các cái ống tim nguyên thủy này nó ở trạng thái thẳng, tuy nhiên khi chúng ta thấy rằng là nó hơi nước bắc và nó hơi lằn lằn. Thế thì tại sao như thế? Thì do cái ống tim nguyên thủy này nó sẽ kiện gấp nếp vào, nó gấp nếp lại hơi lệch sang bên điểm tùy theo cái vị trí bình thường, nó gấp nếp lại. Thì cái phần thất chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ hơi nằm gì ạ, hơi nằm, nó hơi đi lên trên và hơi ra sau so với cả các cái vị trí của mạch máu. Và lúc này chúng ta sẽ dần dần khi mà nó gấp nếp dần dần và thay đổi vị trí thì chúng ta sẽ có diện vị trí của hình thành dần dần là thất phải và động mạch phổi này ở phía trước này, động mạch chủ phía sau này, các cái nhĩ hay nhĩ nằm phía sau hơn, tức là cái phần thành của cái tĩnh mạch này sẽ nằm dần lên trên và ra sau hơn so với cả cái phần của cái cấu trúc hình thất, đúng không? Thế thì đấy là cái quá trình gấp nếp của tim. Thế sau đó khi gấp nếp rồi thì nó lại phải diện, nó phải chia đôi, lúc này chia thành diện động mạch phổi và động mạch chủ. Tạo thành các liên nhĩ để chia đôi hai cái nhĩ ra và chia đôi của hai cái thất. Như vậy trong quá trình phát triển đấy bất cứ lý do gì nó ảnh hưởng đấy thì sẽ gây ra những cái điểm sinh. Ví dụ như chúng ta thì cái sự gấp nếp của tim xoay trục của nó bình thường chúng ta có thể có các tình trạng một số bệnh lý là đảo ngược phủ tạng, đúng không? Hay là các sể phân tim, hoặc là trong quá trình chia đôi của cái diện vách liên nhĩ chẳng hạn thì chúng ta chia đôi nó không hoàn toàn, nó không hình thành vách hoàn toàn, chúng ta không liên nhĩ thôi. Thông biến thất cũng thế, chúng ta có thể chia đôi không hoàn toàn và cái phần cơ ở phần màng, rồi chia đôi của cái diện vách liên chủ phổi thì như vậy có thể là diện chúng ta sẽ có luồng thông giữa động mạch phổi và mạch chủ, đúng không ạ? Và là một số cái nữa chúng ta có thể có động mạch vẫn tồn tại trong quá trình này, trong quá trình phát triển của tim. Và cái tỷ lệ của tim của sinh ra chúng ta gặp cũng trong dân số cũng phải ít đâu, phải 3-1%. Và thường thì bây giờ với các công cụ phát triển, đặc biệt các bạn làm siêu âm thai ấy, thì bây giờ chúng ta làm rất nhiều bạn người người ta làm siêu âm thai có thể phát hiện một số bệnh lý của sinh từ sớm. Và trong lĩnh vực tim mạch bây giờ họ cũng đang triển khai rất nhiều cái hệ thống với cái điều kiện mà cho phép của hệ thống siêu âm tim có chế độ dài rất là cao để cho phép chuẩn đoán cả những tim bẩm sinh từ trong thời kỳ bào thai, bởi vì tim bẩm sinh trong thời kỳ thai có những trường hợp mà chúng ta can thiệp sớm những cái rất là nhiều cho bệnh nhân. Và thứ hai là cái giá trị chuẩn đoán cao. Thế như vậy là gì? Và chúng ta nói một chút về cái mô phôi, chúng ta nói một chút về cái nhẹ x-quang rồi. Cái phân loại lâm sàng thì lâm sàng chia rất đơn giản tí không tí. Nhưng ngoài cái việc lấy ra thì chúng ta có một số cái phân loại khác nữa theo hình ảnh chẳng hạn. Tuy nhiên thì nó hơn tương đối là phải dễ dàng cho mọi người. Ví dụ như chúng ta chia các nhóm để trên nhẹ x-quang này, chúng ta chia các nhóm tăng tuyến máu phổi, thì chúng ta có một việc tăng hộ chứng bệnh máu xoay x-quang, đúng không? Hoặc là giảm tuyến máu phổi. Thế lúc đấy cái lượng cái động mạch phổi có thể giãn ra, số lượng mạch phổi của bạn đi nhiều hơn, hoặc là tự nhiên số lượng cái cung của mạch phổi là lõm lại và giãn các cái mạch máu ở mạch máu ở lưng phổi thì có thể gặp trong số lượng bệnh nhân trên, đúng không? Thế thì chúng ta cũng có thể chia như thế, hoặc là cái nhóm mà tăng cường phổi khác là ví dụ là cái nhóm có xăn chiều từ bên trái sang bên phải, tức là máu này sẽ gì ạ, nó cứ lên phổi nhiều hơn, tại vì thông thường thì là đối trong hệ thống áp lực thì đối với cả hệ thống thất trái hoặc là hệ thống của mạch chủ bao giờ áp lực nó cao hơn trong cái hệ thống đại tuần hoàn, do đó mà săn thường sẽ đầu tiên bao giờ có thể được sinh thì luồng thông nó sẽ từ trái sang phải, sau đó khi áp lực của hệ thống của mạch cổ tăng dần lên thì có thể cân bằng luồng săn nữa hoặc là tạo chiều săn của hệ thống nội tạng rồi. Chúng ta còn một cái phân loại nữa, chúng ta đánh giá đơn giản hơn về hình thái một chút, tức là chúng ta đánh giá xem là tương quan giữa bụng tim và các cái van tim có bị bất thường không hay là vẫn ở trạng thái bình thường.
ở đây chúng ta một cái dấu hiệu của chúng ta, nếu các bạn là bằng siêu tim hoặc là sau chúng ta có thể đọc một số hình ảnh tim bẩm sinh trên CT của từ, chúng ta luôn nhớ rằng van hai lá luôn đi kèm với thất trái và van ba lá luôn đi kèm với thất phải. Khi chúng ta nhìn thấy van ba lá, đây là cái dấu hiệu nhận biết của các bác sĩ tim mạch hoặc siêu tim. Tức là van hai lá khi đã nhìn thấy rồi thì các bạn sẽ gần như là sẽ chắc chắn đấy là cái thất, đấy là thất của bên trái, hoặc là của van ba lá thấy rồi thì đã thất phải. Tại vì trong một số trường hợp thì chúng ta không phải lúc nào đang phân biệt được cái cấu trúc hình tượng dễ dàng giữa thất phải và trái. Đấy, thì đôi khi chúng ta có thêm một dấu hiệu thì chúng ta sẽ nói sau. Thế thì trong cái nhóm này thì là gì, tương quan với một tim mang tim bình thường rồi thì lúc này chúng ta chia nhỏ các tim khác là có hùng thông hay không có hùng thông, rồi nhóm có hẹp gì, hẹp van hay là hẹp đường da hay là hẹp phân phổi, hoặc có kiểu sản hay không, hoặc là bất thường xanh vân vân. Như vậy là cái chúng ta thấy rằng là các phân loại hiện tại có rất nhiều phân loại hình thái, tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một cái cách để chúng ta phân loại sao cho nó logic hơn, để cho chúng ta đặc biệt là trong cái thể tim bẩm sinh phức tạp thì khi mà mọi người gặp rất nhiều cái bất thường bẩm sinh tự nhiên nó đập vào mắt mình, nhưng mà mình sẽ không biết là mình bắt đầu từ đâu. Đấy thì chúng ta sẽ có cái hướng dẫn về sau, chẳng hạn như thế. Những cái này chúng ta sẽ x-quang chúng ta đi rồi, chúng ta sẽ không nói lại nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái việc mà chúng ta ra đời CP, đặc biệt là các lớp vi tính đa dẫn. Ở đây mọi người nhóm thì ở đây là mọi người thấy rằng là các lớp vi tính ở ngoài ngoài còn mấy máy nhỉ, mọi người nhỉ? Nhóm ở đây chúng ta được mấy máy nhỉ? Bạn đi lên thực hành rồi ba máy, một máy CP ba máy ạ. Ở trong này mấy máy? Hai máy trong hai tám. Thực ra là ở bạch hiện tại là khoa có bây giờ thì chúng ta tối hôm nay chúng ta còn có khoa nữa, trung tâm điện quang. Thì như vậy cùng bên Đức ở trung tâm trở thành nhanh đến trung tâm điện quang, một cái tất đời chúng ta đến trung tâm hết, bây giờ chúng ta ở trung tâm điện quang rồi. Thế thì ở đây chúng ta có hai máy ở trong nhà nhận, chúng ta có hai máy 128. Bên trung tâm và bên khoa ung bướu đặt một máy nữa 128, chúng ta có ba máy 128 dãy. Và ba máy đấy đều có thể chụp tim được, tức là chụp mạch quay có thể chụp được đồ và tim bẩm sinh. Ngoài đây là máy hình ảnh máy 256 dãy, máy thế hệ thứ hai, tức là có hai bóng và hai bình diện khác nhau. Cái tự con giải thời gian rất là nhanh cho chúng ta có thể chụp tim người lớn nhanh hoặc tim nhi được, thậm chí các cháu cũng nín thở. Ngoài thì đấy là hệ thống các lớp vi tính đa dày hiện tại. Thì tại sao mà chúng ta phải sử dụng các lớp vi tính? Thì thực ra thì mọi người biết rồi, đối với cả siêu âm thì siêu tim và cái thao cám đôi tai chúng ta cũng phải nhờ vẫn nói như thế. Tuy nhiên thì siêu tim thì đôi khi, đặc biệt là trong siêu tim bẩm sinh, thì nó có một số cái khó khăn là cái trường cắt, đôi khi là cái trường siêu tim có thanh lực chẳng hạn, cái trường cái đầu dò siêu âm thì rất là nhỏ, chúng ta có mình thấy siêu tim đầu dò khá nhỏ, cắt qua các lớp kẽ sườn họ ướt vân vân, họ gặp rất nhiều bệnh viện và phụ thuộc trực quan của người làm, và đôi khi có sự chống đập giữa các trục giải khác nhau rồi sự phối hợp cùng người bệnh đưa ra cái tình trạng mà có thể có những cái là có chẩn đoán. Những cái trường hợp dễ dàng như động mạch hay thông biên nhĩ, thông biên thất thể thông thường thì trên siêu âm là gần như là họ chẩn đoán rất dễ dàng, không vấn đề gì cả. Những khi họ phải dùng chúng ta chủ lọc, đôi khi có những trường hợp mà thể phức tạp hoặc tim bẩm sinh phức tạp thì sẽ phối hợp thêm một chúng ta xuống hình ảnh này. Thay vì trước đây là gì ạ, siêu tim xong hoặc rồi thậm chí là siêu mô thực quản, nếu không rõ ràng thì các bác bệnh nhân sẽ gửi đi thông tin. Ngày xưa chúng ta thông tin cách đây chỉ khoảng độ chắc gần 5-7 năm, chúng ta cũng thông tin chẩn đoán về thông tin văn tiền rất là nhiều, từ vừa chẩn đoán văn tiền thậm chí là không can, chúng ta phải thông tin xong sau đó thì là làm đi lăng để sự lại gửi mổ, chứ chúng ta lại không làm thông tin để can thiệp được. Thì cái đấy thì nó là cái phương pháp thủ thuật xâm nhập, rồi chúng ta phải chọc hai đường, chỉ đọc vào tĩnh mạch, chọc động mạch, đưa luôn các dụng cụ về. Và cái thông tin thì có hạn chế là gì, chúng ta chỉ chụp được từng vùng tim một và các vị trí một, rất nhiều lát xem hình ảnh khác nhau. Thế thì các bác vi tính rất đơn giản, chúng ta chỉ cho nhân lên bàn, chúng ta lắp men, lúc này chúng ta thì chụp một lần duy nhất, trong khi đó chúng ta tái tạo lại các góc nhìn khác nhau, chúng ta đánh giá được gì tương quan giải phẫu giữa gì tim các mạch máu lớn trong lồng ngực với các cấu trúc giải phẫu khác, ví dụ phổi, ví dụ như là các thực quản, khí quản, ví dụ như là cái các cái tạng khác nữa, dạ dày hoặc là gan vân vân ở dưới tầng bụng, chúng ta có thể đánh giá được. Thế như vậy là gì, trong nhiều lý chúng ta cải thiện được cái việc của chúng ta phải thông tin chẩn đoán, thì cần chúng ta thay thế, đặc biệt với chuyên khoa lồng ngực chẳng hạn, đôi khi chúng ta phải đánh giá những cái vòng lớn trụ phổi thì trên các lớp vi tính có cả phòng tư nữa. Tuy nhiên các lớp vi tính chúng ta có cái độ phân giải không gian tốt hơn và nó thời gian chụp nhanh hơn, mặc dù là gì ạ, bệnh nhân vẫn phải chịu đường tiêu, và đặc biệt trong nhóm tiêm bẩm sinh chúng ta có các cháu nhỏ. Thế tuy nhiên với thời gian chụp rất nhanh, chúng ta giảm đường tiêu tối đa cho cháu cũng như là lượng thuốc cản quá thích hợp, thì cái giá trị nó mang lại vẫn là cao hơn so với cả cái mũi hạn cho trẻ em.
thế do đó chúng ta cũng nên cân nhắc trong trường hợp chúng ta. Thế còn chúng ta có thể làm chụp theo dõi chụp trước phẫu thuật sau phẫu thuật để làm các phẫu thuật vân vân, rồi chúng ta xác định chuẩn vai trò và diện chúng ta xác định chuẩn đoán, thì thông thường cái vai trò đấy thì chuẩn đoán và bởi vì siêu tim vẫn nhắc lại họ có là siêu tâm tám nội tai và thường họ đã có cái giá trị chuẩn đoán ban đầu rồi. Thì tuy nhiên thì các lớp của kinh nghiệm đa dãy cung cấp thêm cho chúng ta những cái diện thông tin khác nữa bên cạnh siêu tim, hoặc là chúng ta xác định hệ chuẩn đoán trên siêu tim, rồi đồng thời cung cấp thêm là gì, các chi tiết giải phẫu, kích thước của các cấu giải phẫu mà chúng ta dự cần điều trị, cần thay van, cần sử dụng dù vít, hoặc là chúng ta cần các cái động mạch nhân tạo nối vân vân, hoặc là đánh giá. Thế thì đa số hình ảnh các lớp vi tính đa dãy hiện tại chúng ta là hình ảnh giải phẫu, tức là hình thái của tim của máu lớn. Một cái hạn chế của cái các lớp vi tính đa dãy là chúng ta không đánh giá chức năng, tức là không đánh giá được dòng chảy, lưu lượng hay của hệ vân vân trên hết. Thì có thể trong thời gian tới thì chúng ta có thể chức năng tim, thực ra thì bây giờ chúng ta có thể đánh giá được, cái đấy không quá khó, nhưng mà cái lưu lượng của trên hết thì đôi khi đi trên các lớp vi tính hiện tại chúng ta không làm được. Và nếu mà chúng ta làm như thế thì đánh giá chức năng tim sẽ tăng nhiều tia cho bệnh nhân, do đó mà ưu tiên đối với các lớp vi tính đa dãy chúng ta sẽ tập trung vào đánh giá hình thái. Đây ví dụ chúng ta số ca bệnh nhân nữ 66 tuổi và bệnh nhân này vào viện có cái tình trạng khó nuốt và siêu tim có vẻ là thấy hơi giãn tim mạch chủ, nghi ngờ cái vị trí hơi giãn tim mạch chủ. Thế thì chúng ta lúc mình đa dạy đánh giá thì chúng ta thấy rằng ở đây mọi người thấy điều cung mạch chủ ở đây vị trí bình thường bất thường. Đây chúng ta có hình ảnh này tạo 3D đúng không ạ? Nhìn ở phía trước này, nhìn phía sau, và đây chúng ta sẽ có hình ảnh cắt ngang qua vị trí cung mạch chủ. Bình thường cái gì từ cung mạch chủ đi ra đầu tiên thân gì ạ? Thân cái ngay đầu đúng không ạ? Tiếp đến cái gì ạ? Động mạch cảnh chu bên trái gì ạ? Động mạch đầu bên trái đúng không ạ? Đấy là tuần tự từ phải sang trái, chúng ta có như thế và đi từ từ thả xuất phát theo tuần tự từ chữ đầu tiên cho đến cuối cùng. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Ở đây trong trường hợp này chúng ta ở đây thấy rằng là cái vị trí thân cánh tay đầu này đây đúng không? Đây mũi tên này, chúng ta thấy là một cái nhánh mạch nó đi thẳng lên phía trên cổ, nó không chia ra nhánh dưới lòng. Ở đây chúng ta đang tìm kiếm nhánh dưới lòng bên nào? Phải. Phía ở bên phải đúng không? Ở đây theo trật tự chúng ta thấy rằng động mạch, nếu ở đây là thân cánh tay đầu này, chúng ta thấy là thân cánh tay đầu này cảnh trung bên trái này và dưới lòng bên trái đúng không? Nhưng mà cái thân cánh tay đầu này nó đi thẳng lên trên chứ nó không cho nhánh ra nó dưới đòn, như vậy chúng ta có phải thiếu nguyên động mạch dưới đòn ở đây đúng không ạ? Và khi chúng ta nhìn từ phía sau lại chúng ta thấy cái nhánh mạch nó đi từ phía sau đi sang bên phải, và cái này nó nằm sau khí quản, nó đẩy thực quản, nó đi sau lưng thực quản, hơi đẩy thực quản đây, đây thực quản. Thế thì cái đây là cái bất thường gì ạ? Xuất phát của động mạch dưới đòn bên phải, và thông thường thì là hiện vị trí gốc của nó, vị trí gốc của nó giãn ra, gọi là túi thừa Coumarin. Đây thì túi thừa nó giãn ra thành cái cấu trúc hơi giống như lồi đấy, cái phình mạch giả phình này, thì nó ấn lọt thành thực quản, nó tự nhiên là tình trạng mà khó nuốt khi đơn giản nó có thể hội chứng Neusseria, nó tên là Neusseria được. Đấy là lý giải tại sao mình nên khó nuốt. Bản chất của nó chúng ta thấy rằng cái hình thành cung của mạch chủ nó đối xứng với nhau. Nếu trong trường hợp bình thường có hai cung trong thời kỳ bào thai như này, và cái cung bên trái này nó sẽ tiêu nhỏ đi. Thế tuy nhiên bất thường bất kỳ cái gì gián đoạn trong quá trình này, tự nhiên là gì, việc ở đây nó gián đoạn giữa việc là gì, nối giữa động mạch gì dưới đòn bên phải với cả động mạch cảnh trung bên phải. Thế cái đoạn này tự nhiên là gián đoạn, thế do đó thằng này xuất phát trực tiếp từ mạch chủ xuống trước khoảng từ cung mạch chủ bình thường lên động mạch chủ lên. Tôi thấy là bình thường trong thời kỳ bào thai nó có hai cung phải cung trái, và từ đó nó chia ra đối xứng bốn nhánh mạch với nhau. Bên phải chúng ta có động mạch dưới lòng bên phải, động mạch trung bên phải, bên trái chúng ta có động mạch cảnh trung bên trái và động mạch dưới lòng bên trái. Bốn cái nhánh này giữa bốn cái nhánh mạch này có những khoảng kết nối, và nếu trong bất kỳ quá trình tiêu biến của nó thì có bị bất thường gì đấy, chúng ta sẽ có bất thường với cung mạch chủ. Đây trường hợp này cũng thế, chúng ta có một trường hợp tương tự. Nhưng trường hợp này chúng ta thấy rằng là gì, nếu phân tích chúng ta thấy ở phía trước đúng không ạ, cung mạch chủ này thì nó hơi quay phải. Và đồng thời đây chúng ta thấy rằng là gì, cung mạch chủ quay phải thì cái thứ tự đây là hơi ngược lại một chút đúng không ạ? Cung mạch chủ quay phải, nhưng mà chúng ta thấy một nhánh mạch đi thẳng lên đây cho thành là gì, động mạch cảnh trung bên trái đúng không ạ? Đây là bên trái, bên phải, và tiếp đó là cảnh trung bên phải,
động mạch dưới đỏ bên phải. Lúc này thì là nó vì không phải chủ quay sang bên phải rồi, chứ nó lại giống như là không phải chủ bên trái, nhưng mà là chúng ta hơi soi gương với nhau. Thì do đó có bình thường lá da có phải có cái thân kính cái đầu vì vị trí bên trái này thì chúng ta không có. Mà chúng ta check một chút, chúng ta thấy diện ở phía đầu ngay vị trí sau eo của chủ nó xuất hiện một cái nhánh mạch và nó giãn ra đi thành vị trí cấp máu cho động mạch dưới đỏ bên trái. Thì cái này cũng thế, tương tự thì bất thường trong quá trình kết nối giữa thằng động mạch gì ạ? Giữa thằng giữa cái cung của chủ nối giữa động mạch dưới đỏ cảnh trung bên trái và động mạch dưới đỏ bên trái. Thì do đó mà gián đoạn chính trí này. Thế do đó chúng ta xuất hiện cái gì ạ? Chúng ta xuất hiện động mạch dưới đỏ bên trái xuất phát bất thường từ cung động mạch chủ. Đúng không ạ? Và nó cũng hơi giãn giãn gốc thành cái túi phình. Và có nó cũng đẻ. Và cái mức độ đẻ thì tùy có những bệnh nhân chúng ta có triệu chứng những bệnh nhân không. Mình làm đạt mạng thì luôn. Nếu mà có là các dạng kinh bút mà có thể hướng đến hội chứng Lujoria. Như vậy thì ngoài những bệnh nhân trong số trường hợp là bệnh nhân trẻ, mình có thể trẻ em tự nhiên có tình trạng mà gì là khó nuốt, hoặc là đôi khi một số trường hợp khác khó thở, để trẻ nhỏ khó thở quanh khí quản, chúng ta cũng có thể là tính tới tình trạng rất thường xuyên và thấy rằng là cấu trúc mạch này nó ôm quanh và nằm bên phía sau của khí quản và bé khí quản. Một số trường hợp thì không phải chúng tôi thì nó sẽ tắc toàn bộ. Một số trường hợp khác đây, đúng là trường hợp ở đây chúng ta thấy rằng là tiêm bẩm sinh, chúng ta thấy rằng là với hình ảnh có lúc chúng ta dạy chúng ta tái tạo được tất cả các bệnh diện mà mọi người mong muốn chúng ta phải tái tạo theo gì ạ, theo hồi phô na ASEAN, theo vị trí đường da thất phải, đường da thất trái, tái tạo 3D hoặc là tái tạo bít vân vân, theo bất kỳ muốn làm khi trên cái trạng làm việc, và chỉ cần một lần chụp thôi, như vậy là tiết kiệm thời gian cũng rất nhiều. Thì chúng ta sẽ xem về sự khác biệt giữa diện trên cụm từ chúng ta thấy sao, qua bài có sinh viên có chúng ta thấy cụm từ chụp khó khăn hơn nhiều, đúng không ạ? Mỗi một hướng cắt chúng ta phải chụp một lần khác nhau, phải xoay nên cái thời gian chụp cụm từ rất là lâu, chúng ta phải chụp rất là nhiều tim. Sau đó do đó mà đối với các tim bẩm sinh, nếu trong trường mà chúng ta ưu tiên hình thái thì chúng ta nên lựa chọn cái sẽ các lớp hình da dễ đầu tiên. Ở đây chúng ta thấy một cái trường hợp khác nữa là có thể thoát khỏi hai hình da. Ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ, cả đồng mạch gì ạ, đồng mạch chủ và đồng mạch phổ xuất phát từ thất phải và nó hẹp ra hẹp. Đây chúng ta thấy sẽ cắt ngang đồng mạch chủ, đồng mạch phổ và kể cả bất thường xuất phát đồng mạch. Như vậy trong một cái lần cắt chúng ta rất nhiều thông tin, vừa đánh giá đồng mạch chủ, đồng mạch phổ, đánh giá tình thái tim, các vùng tim, đánh giá được xem là hệ đồng mạch vành trong đồng mạch chủ, chúng ta đánh giá xem là phẫu thuật bất thường không. Đây những nhiều trường hợp mà khi phẫu thuật viên của chúng ta thì cái đường đi mạch vành bất thường ý, nó đi qua cái trường mà người ta sẽ xử lý người ta phẫu thuật, ví dụ trong một số trường hợp như cái đường da thất phải này, người ta cần phải sạch mở đường da thất phải. Nếu mà cái động mạch vành nó bắt qua trước đường da thất phải như này thì có nguy cơ là phẫu thuật viên họ sẽ rạch vào chỉ vị trí động mạch vành và gây ra tình trạng nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Chúng ta đánh giá đi được. Rồi cái trường hợp này chúng ta thấy là cái thể áp xô đeo vào mạch phổi kèm theo rất nhiều những cái vòng nối trụ phổi này, rất nhiều cái vòng nối trụ phổi. Thì những cái vòng nối trụ phổi này giúp chúng ta làm cái vi lăng trước khi chúng ta làm gì bệnh nhân. Những vòng nối xem là gì, nếu mà trong trường hợp mà cả hai các nhánh của mạch phổi nên ở đây hai nhánh của mạch phổi còn khá nhỏ thì chúng ta có thể nối gộp vào nhau và chúng ta thì nút chưa khi mà chúng ta tiến hành sửa bệnh nhân. Tại vì nếu mà chúng ta khi phẫu thuật sửa toàn bộ những trường hợp mà áp xô tự đeo vào mạch phổi như thế này, hoặc là những cái trường hợp từ chứng pha lô mà vẫn còn cái vòng nối trụ phổi, có nghĩa là gì ạ, máu từ bên gì ạ, bên động mạch chủ vẫn sang gì ạ, các vòng tuần hoàn của mạch phổi, đúng không, gây ra tình trạng gì ạ, xăng trái bên phải, xăng từ trái sang phải, đúng không, gây ra tình trạng là gì ạ, có thể gây ra tăng cánh của vùng tim phải và rồi giãn của cái thất trái vân. Đây chúng ta sẽ có một các con nối, đấy là chữ phẫu thuật. Xong thì sao, chúng ta có thể đánh giá được các cổng nối, chúng ta đánh giá các biến chứng phẫu thuật. Ví dụ như này, trong trường hợp này chúng ta thấy này, bệnh nhân hoán vị đại động mạch. Thế thì bình thường thì là gì? Bình thường thì là chúng ta sẽ gì? Chúng ta hoán vị đại động mạch, tức là động mạch phổi cắm vào gì ạ? Thất trái và động mạch chủ cắm vào thất phải, đúng không ạ? Thì nếu mà có sửa chữa rồi thì ok, có thể cân nhắc. Nhưng nếu không sửa chữa thì chúng ta có thể có phẫu thuật. Thì lúc này chúng ta sẽ đánh giá sau khi phẫu thuật, thì phẫu thuật là người ta sẽ sửa lại cái vị trí bất thường của nó, tức là chuyển cái gì ạ? Cắt cái gốc của mạch phổi, cắt gốc của mạch chủ, xong chuyển lại vị trí của nó. Đấy, cắm lại để kết nối với nhau, đúng không? Thì lúc này gốc của động mạch phổi lại cắm về vị trí gì ạ, ngay vị trí nối cả cái van của cũ của động mạch chủ ngày xưa, gốc của mạch chủ nối về vị trí van của động mạch phổi, như vậy nó là thay đổi vị trí. Tức là chủ đây chủ yếu chúng ta tái lập lại cái vòng tuần hoàn sao cho gì động mạch phổi nhận máu từ thất phải, mạch chủ nhận máu từ thất trái luôn. Chúng ta đánh giá xem là tình trạng kết nối có tốt hay không và có tình trạng gì khác hay không, ví dụ như biến chứng khác như là giò giảm quỳnh hay áp xe vân vân, còn hẹp của mạch vành đây đang nối lại cả cái mạch vành nữa, để xem có mạch vành trở lên không.
trên MSD có thể đánh giá được, đúng không? Rồi chúng ta đánh giá các cái một số vật liệu sau phẫu thuật, chúng ta sử dụng các vật liệu phẫu thuật thì nó hơi tăng tỉ trọng, tổng đánh giá và đánh giá xem là sau phẫu thuật những cái lồng thông nó còn hay không, không những thắt thông nhĩ còn hay không. Đường chứng pha lô thế có rất nhiều cầu khối. Từ chứng pha lô thì chúng ta có các phương pháp điều trị là điều trị tạm thời hay điều trị sửa đổi mộ. Thế thì có thể những giai đoạn sớm, nếu mà tổn thương phổi hai bên còn nhỏ, chúng ta có thể làm cầu khối để đưa tưới máu lên phổi, để chúng ta sẽ giảm kích thước tổn thương phổi ra để chờ khi chúng ta có thể phẫu thuật gì sau. Để khi lúc đấy tổn thương phổi nó đã giãn đủ rồi, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật và đảm bảo cho bệnh nhân là không bị tái hẹp, vân vân. Hoặc là giãn quá. Và đánh giá cái cầu khối giữa động mạch chủ cơ động mạch phổi. Rồi đánh giá sau phẫu thuật sửa mộ độ để xem là diện đường ra thất phải bình thường, mà trong chứng pha lô thường nó hẹp, như đây thì sau mổ xong nó đã mở rộng ra khá tốt và không có tình trạng hẹp nữa, và đường mau đánh giá tiêu máu phổi. Rồi phẫu thuật phong tan tạo cầu nối giữa bên trái động mạch phổi, vân vân. Rồi đóng thuốc nhĩ hoặc là phẫu thuật gây len, ở đây thì là chúng ta nối giữa những động mạch chủ, tính mạch chủ trên và mạch chủ dưới với cả động mạch phổi. Chúng ta đã nói về động mạch chủ rồi, một số cái khác động mạch chủ thì dấu hiệu số 3 đúng không? Trên X quang thường quy có thể phải ra động mạch chủ đấy nè, rất dễ dàng. Nó là hình thái mọi người, khi chúng ta tái tạo đúng cái mặt bình diện mà chúng ta cần quan tâm, còn ý chúng ta cần tìm nó rất dễ dàng, chúng ta tìm được cái tổn thương và xác định được cái vị trí chúng ta cần quan tâm, chúng ta tái tạo hình ảnh diện nít hoặc là tái tạo hình ảnh diện 3D rất dễ dàng. Chúng ta có thể đo đạc được kích thước vị trí tại vị trí hẹp, trước hẹp sau hẹp, có thể là để giúp cho tiến hành các tiền điều trị bằng bóng, bằng stent hay là phẫu thuật vân vân. Những cái này chúng ta có thể là rất dễ dàng để tái tác được, đúng không? Rồi cung và chủ đôi, đấy cũng là cái thể gây ra tình trạng mà khó thở, khó khè, vì lúc này hai cung và chủ bình thường nó trong bình và hai nó sẽ bình thường sẽ tiêu biến như một cung, thông thường tiêu biến cung ở bên gì ạ? Bên phải, đúng không? Lúc này cung và chủ đôi chúng ta cũng tồn tại là cả hai cung, và hai cung này nó khác nhau cái vòng nhận, nó khép kín ấy. Nó khép kín lại thì nó ôm quanh khí quản và thực quản, và đặc biệt là khí quản gây ra tình trạng gì ạ? Khó khè, trẻ có cái tiếng thở rít từ cả viêm phổi tái diễn nhiều nhiều lần, lúc này chúng ta tận cường đi đến những tình trạng nghi ngờ hoặc siêu tim, có thể các bạn sẽ phát hiện ra là cảm thấy không tốt, nhưng mà chúng tôi điều trị cho cháu, nếu không thì không xét nghiệm được kháng sinh mãi cũng khỏi. Thế chúng ta thấy rằng là gì, khí quản tái tạo hướng cô đang bị té này, té để lệch sang nghe này, và một cung một chủ khách thành vòng nhận và nó thì như thế một bên phải bên trái, hoặc là hai cung nó đều kích thước tương bằng, cân bằng với nhau. Rồi đấy là các mạch máu lớn, thì chúng ta có các cái kim khác nữa, thân trụ động mạch hoặc là các cái hóa chất động mạch. Còn đối với tầng tim, chúng ta có một số cái xử lý khác như là các cái đường tim tuyến tim tuyến thất, hoặc chúng ta thử sàn thì thử sàn cái vùng thất hoặc là tưởng van tim nha. Ví dụ đây chúng ta thấy rằng là trường hợp thông tuyến nhĩ khá là chúng ta nhìn thấy cái trường hợp này nó thông tuyến nhĩ và nó biến chứng không? Biến chứng tức là sao? Chúng ta thấy rằng là gì, động mạch phổi giãn rất là to. Bình thường ở ngang mức mà động mạch phổi và chủ nhau, đường kính động mạch phổi thường không vượt quá được kính động mạch phổi chủ, đúng không ạ? Nhưng ở đây nó gần gấp đôi rồi, và thất phải tim phải nhĩ phải thất phải đường giãn, và lúc này cái vách tuyến thất nó hơi phẳng, đúng không ạ? Và cái này thì là cái xoang cái vách chuyển dưới ở đây là cái vị trí yếu thông này, và kèm theo bất thường một việc của tĩnh mạch, tĩnh mạch phổi dưới bên phải, đúng không? Cái này thường hay phối hợp, thường hay phối hợp cái bất thường của tĩnh mạch. Đấy là những cái thể khó, những cái siêu tim không dễ dàng nhìn thấy. Còn những cái tồn tại những cái lỗ bổ trục nhỏ như này trên CT đôi khi các bạn làm chúng ta đánh giá các lớp vi tính mạch, chúng ta có thể nhìn thấy cái tồn tại lỗ trục đấy thì là lỗ rất nhỏ, chỉ tích thôi, nó chưa có cái triệu chứng gì lên cả. Cái không liên ký khác để so mạch là thì trong tương trường thì là viện cái xoang hoành nó sẽ là cái xoang tĩnh mạch hội lưu, gần như tất cả các tĩnh mạch của tim nó đổ về nhỉ, đổ về nhĩ bên phải. Là các tĩnh mạch thì chúng ta theo nguyên tắc chúng ta vẫn đổ máu về nhĩ phải, đúng không? Tuy nhiên thì ở cái phía xoang hoành thì trước khi đổ nhĩ phải thì có một đoạn là nó đi qua thì nó cái đoạn nó đi sát với cả cái thành sau dưới của cái nhĩ trái, thành sau dưới nhĩ trái. Thế thì nếu không đến nhĩ thì xoang hoành tức là cái giống như chúng ta có cái ngôi nhà, nhưng chúng ta có cái mái này, thì cái mái này chúng ta bị gián đoạn. Cái máu nó về trước khi về nhĩ phải thì nó lại thông qua cái lỗ trên mái đây nó đổ vào trong cái lỗ của nhĩ trái, và chúng ta lại lên lúc này lại cái xoang hoành. Thực ra thì áp lực ở bên nhĩ trái nó cao hơn, thế
thì đầu tiên thì máu bên trái nó sẽ thông qua cái dẹp máy nhà nó rồi nó đi vào sau xoang mạch, đồng thời là cung lượng máu sau xoang mạch sẽ nhiều hơn và giãn ra. Thế đến lúc nào đó thì áp lực ở trong xoang mạch kể cả áp lực trong tim phải tăng lên thì có thể cân bằng hoặc là giảm chiều một chút. Đây chúng ta thấy rằng lúc này tim phải lên tăng cánh và xoang mạch đã giãn ra. Chúng ta kể những cái này thì siêu tim thực sự là không phải dễ dàng để phát hiện được, có thể là họ thấy tăng áp ở cổ giãn tim phải nhưng đôi khi không rõ nguyên nhân. Có một số trường hợp kể cả siêu âm và siêu âm cản âm thì có thể phát hiện ra có siêu âm qua thực quản. Tuy nhiên một số trường hợp thì chúng ta thấy rằng là gì, cái siêu âm qua thực quản rất là quan trọng, bởi vì cái thực quản nó nằm trên thường nó nằm sát vị trí vách bên nhĩ, nên ta thường đưa vào siêu âm thực quản người ta quan sát khá tốt cái vị trí mà của cái đường thông thông vào bên nhĩ. Tuy nhiên thì số thể mà dưới thấp quá cái đầu dò siêu âm qua thực quản nó không thể xoay được thì không phải dễ dàng để có thể xoay mạch. Còn dưới thấp thì chúng ta có thể dưới thấp phần cơ ở phần màng, đây là phần dưới thấp phần cơ. Chúng ta thấy rõ ràng được cái phần cơ đây gián đoạn và cái vô dụng thông sang. Tuy nhiên với cả các lớp vi tính thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy hình thái, chúng ta khó đánh giá chiều sân dễ dàng, nếu mà chúng ta chỉ chủ của các thì khác nhau thì chúng ta để hướng cái chiều sân nhưng chúng ta đo một chiều lượng được. Còn là thông thường trong kiểu sinh thì máu thường máu trộn phải dễ dàng là chúng ta có thể phân biệt được cái lưu thông và trong thông biến thấp trong cái thể mà thông biến phần màng dưới vành mạch chủ trong bệnh tứ chi pha lô chúng ta có thể giải hạn được, rồi các cái vòng nối vân vân và có đánh giá được bao ca vân vân và chúng ta đánh giá hệ thống lô bạch phổi trong bệnh tứ chi pha lô với rất nhiều những bản thể còn lớn và nhỏ xung quanh, mặc dù lô bạch phổi rất là bé. Tại vì bản chất trong tứ chi pha lô thì nó hẹp từ giãn thất phải, thậm chí là nặng hơn nữa là teo van động mạch gì ạ, động mạch phổi. Thế thì cơ thể mình thích nghi thôi, cơ thể thích nghi thì tìm một cách gì ạ, mở đường lên động mạch phổi nó cấp máu ra thì rõ ràng chúng ta xuất hiện bằng hệ kể cả động mạch phế quản giãn rồi các cái nhánh từ động mạch phía trong, động mạch phía ngoài vân vân thì rất nhiều nhánh bằng hệ giãn ra. Để chúng ta trong cái tiểu sinh chúng ta gặp rất nhiều những thể từ dính pha lô, xuất hiện rất nhiều những cái collagen hoặc là hoa ngoèo giãn ở trong vùng thấp rồi giãn cả động mạch phế quản, giãn cả động mạch phía trong từ ngoài và gây ra tình trạng có thể là tình trạng ho máu và nhân diện những mạch thiểu sản thất trái. Thế chúng ta có thể là gì, không phải tim trái nó thiểu sản. Nếu mà tim trái thiểu sản chúng ta không còn chức năng của tim trái, tức là tim trái không móc máu lên được mạch chủ nữa thì lúc này thì lại phải còn giữ lại được động mạch, phải còn động mạch thì mới cắt máu cho động mạch chủ. Nếu không có cái buồng cống lên thì máu nó phải đi theo đường vòng, tức là nó đi từ động mạch phổi sang động mạch chủ qua cái ống động mạch, và cái đoạn gần thì nó sẽ giãn ra nhiều hơn. Và đây tim thái là cái đoạn gần nó giãn ra sau khi chiếu động mạch thì nó bình thường. Ở tĩnh mạch thì chúng ta đã nói rồi đúng không ạ, tĩnh mạch phổi. Tĩnh mạch thì chúng ta hay nhánh hệ thống tĩnh mạch trong là cơ thể. Tĩnh mạch phổi chúng ta có rồi, tĩnh mạch phổi bất thường toàn bộ hoặc bất bán phần. Tĩnh mạch hệ thống thì chúng ta có thể có một số bệnh lý khác, ví dụ như là gì, tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái. Với thông thường thì tĩnh mạch chủ bao giờ chúng ta nằm ở bên gì, bên phải bên trái, bên phải đó. Tĩnh mạch chủ trên chủ dưới đều nằm bên phải hết đúng không? Phải. Mà nếu mà tĩnh mạch chủ trên thì thông thường trong một số bệnh bẩm sinh chúng ta tồn tại cả một tĩnh mạch chủ trên bên trái nữa. Tức là lúc này thực ra bình thường bản chất nó chính là tĩnh mạch vô danh, nó hội tụ toàn bộ cái máu từ bên máu từ hệ thống cổ hai tay bên trái nó đổ đi chéo sang bên phải thì đổ vào tĩnh mạch để hội lưu tĩnh mạch chủ trên đúng không ạ? Tương lai chúng ta có tĩnh mạch chủ trên thực sự. Thế nhưng mà trong trường hợp là tiểu sinh thì chúng ta thì cái tĩnh mạch này nó không nối ra bên này, nó không nối ra bên phải, nó đi thẳng xuống dưới. Nó thẳng xuống dưới thì nó đổ về đâu? Thông thường như vậy nó sẽ bò về trong phía sau tim và đổ về vị trí xoang mạch, đổ về vị trí xoang mạch. Thông thường lấy lúc này xoang mạch giãn ra. Và tĩnh mạch chủ trên trái thì có thể chúng ta thấy rằng là có thể bên này chức năng hơn ở bên này. Mặc dù bên phải vị trí bình thường, tuy nhiên kích thước bên phải trong trường hợp này chúng ta thấy nhỏ hơn so với bên trái. Mà có bên trái nhé. Đây chúng ta thấy hai cái mạch, tĩnh mạch chủ trên bên trái và tĩnh mạch chủ trên bên phải, hai cái mạch tồn tại song song. Ở đây máu đổ về. Đây chúng ta thấy này. Rồi cái đây thể bất thường của mạch phổi thì toàn bộ chúng ta thấy rằng là đối với thể trên tim chúng ta thấy là tự nhiên bất tương xứng với tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới. Tự nhiên tĩnh mạch chủ trên này giãn rất là to và kèm theo các cái tĩnh mạch phổi hội lưu của mình thân trung, đây hội lưu của mình thân trung nó đổi thành tĩnh mạch chủ trên. Phần dưới này tĩnh mạch chủ dưới khá nhỏ, đây chúng ta thấy rất là rõ tĩnh mạch chủ trên rất là to phía trên này, tĩnh mạch chủ dưới thể bé hơn. Tĩnh mạch chủ dưới đây chúng ta nhìn rất rõ đoạn gan, đây tĩnh mạch chủ dưới nó đổi về tim, nhưng mà cái cung các cái mạch tĩnh mạch phổi hội lưu thân trung nó đổi thẳng cắm thẳng phía sau của động mạch tĩnh mạch chủ trên. Nên do đó mà cái lưu lượng mà máu của tĩnh mạch chủ trên rất là nhiều và do nó giãn ra nó tương xứng với cả trên và dưới. Và do cái mục tiêu của cái chúng ta lớp thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta phải lộ sao cho chúng ta cần xác định được chúng ta cần tìm cái gì thì chúng ta sẽ xoay và chúng ta sẽ chọn các thứ không gian và chọn các lát cắt khác nhau để nhìn vào nó.
Thế thì còn cái chúng ta cần phải quan tâm ra là cái phân loại này giúp cho mọi người chúng ta khi mà gặp những cái ca từ ngữ phức tạp để chúng ta có một cái sợi chỉ để chúng ta bắt đầu sắp xếp lại, chúng ta phân tích sao cho dễ dàng nhất các nhóm tìm ngữ khác nhau, đúng không ạ? Thế thì thực ra này chúng ta sẽ chia tìm thành 3 tầng cho dễ. Tại vì rõ ràng chúng ta quay lại mô phôi chúng ta thấy rằng chúng ta có phần động mạch, phần thấp và phần nhĩ, đúng không? Thì trong cái ba đề xuất ra từ năm 60 đề xuất ra cái phân loại này để cho việc phân loại của tiêm bẩm sinh thì thực ra chúng ta quá nhiều phân loại tiêm bẩm sinh khác nhau và để cho dễ dàng tránh bỏ sót thì có lẽ chúng ta sử dụng phân loại này. Đây chúng ta chia thành 3 tầng khác nhau, các tác phẩm khác nhau, chúng ta đánh giá đi ở tầng nhĩ, chúng ta đánh giá tầng thấp và chúng ta đánh giá tầng đại mạch, đúng không? Thế thì chúng ta hay nói rồi, tim ở vị trí bình thường, situs solitus, tại sao chúng ta căn cứ cái gì ạ? Nếu ở vị trí bình thường, hay chúng ta nói ngược lại là tim đảm ngược đi, chúng ấy căn cứ cái gì các bạn nói được không đảm ngược? Rồi, chúng ta có quan sát dạ dày nằm ngược lại, nằm bên phải, đúng không? Còn gì nữa? Thông thường thì ra đối với cả cái CT hoặc là ngày xưa hoặc X-quang chúng ta phòng siêu chẳng hạn, chúng ta thường căn cứ vào vị trí của cái gan, cái dạ dày, rồi lách vân vân, đúng không? Tầng bụng chúng ta sẽ thao khám. Tuy nhiên thì cái đấy không phải là cái mà đầu tay chúng ta quyết định, mà chúng ta xác định theo vị trí của tương quan của rất nhiều yếu tố. Chúng ta đánh giá giữa gì ạ? Tương quan vị trí của nhĩ phải, chúng ta tương quan vị trí của nhĩ trái. Chúng ta xác định ở tương quan của nhĩ với các cấu trúc trong vùng ngực, ví dụ là hai phổi. Đối với cả phổi phải hay phổi trái, phổi bên phải chúng ta có mấy thùy ạ? Ba thùy, phổi trái thường có hai thùy, đúng không ạ? Vậy chúng ta căn cứ vào đấy nữa, cộng với cả gan, với cả lách dạ dày chúng ta thêm các phân trộn. Thế thì trong cái nhóm này đối với cả sách tương quan của nhĩ, chúng ta có các thể bình thường, đúng không? Situs, solitus. Và đối với thể đảo ngược chúng ta đi với rút xuống tất cả các này trong tính Latin. Ngoài ra cái nhóm phân loại thứ ba nữa chúng ta có thể gọi là thể soi gương, thể đồng phân, tức là chúng tin nó lại kiểu hình của gì ạ, giống như hai bên giống như chúng ta soi gương hình hai bên trái giống nhau hoặc hai bên phải, nghĩa là cũng phải chúng ta thấy rằng là gì, có hai, nếu mà tự nách thì chúng ta có đa nách ở phía dưới lưng bụng, còn phổi lúc này chúng ta ra chỉ hai phổi, chỉ có mỗi phổi bên phải thế, bên trái chỉ có hai thùy, hoặc ngược lại nếu mà thể đồng phân bên phải thì lại là hai phổi của mình bên phổi phải, tức là ba thùy phổi phải hai bên, và thông thường thì không có lạnh. Và lúc này chúng ta đánh giá thêm vị trí của tim nữa, là tim sẽ nằm ở quay phải hay quay trái. Nếu mà tim thông thường nằm ở vị trí levo là bên trái, là vị trí bình thường, tim nằm bên trách xuống với, tuy nhiên chúng ta có thể quay ngược sang phải. Đây chúng ta đánh giá tương quan của vị trí đấy. Đấy là cái nút đầu tiên chúng ta quan sát cái hình ảnh tim bẩm sinh, đặc biệt là trên CT cũng được, chúng ta có thể phân biệt được thế. Có X-quang chúng ta có thể gợi ý như thế. Đây chúng ta thấy rằng hình ảnh có cái phân biệt rất là dễ. Vị trí bình thường ở đây bên phải chúng ta thì phổi phải ba thùy, đúng không ạ? Nhĩ phải nằm bên phải, phía sau nhĩ trái nằm ở bên trái, đúng không? Và phổi trái chỉ có hai thùy, gan và dạ dày lách nó ở vị trí hoàn toàn bình thường. Với một khúc các cô ra này thì chúng ta khá dễ dàng chúng ta phân biệt được, đúng không ạ? Và chúng ta có thể tái tạo thêm cả các cơ hướng khác nữa. Và lúc này chúng ta thấy là tim như vậy là situs solitus và tim một quay trái bình thường. Ngược lại thì chúng ta thấy rằng là gì? Ngược lại chúng ta thấy là rất nhanh gan nằm bên phải, dạ dày lách ngược lại sau bên này đặt ở nằm bộ. Và ngoài chúng ta xác định được là gì, nhĩ phải nhĩ trái. Tại sao chúng ta xác định nhĩ phải nhĩ trái? Chúng ta dựa vào tĩnh mạch chủ, thường là gì ạ, tĩnh mạch chủ sẽ đổ về nhĩ nhỉ, nhĩ phải, đúng không? Và đặc biệt là cái đoạn mà tĩnh mạch chủ, cái đoạn ngay trên gan này, nó bao giờ nó đi cùng với là nhĩ phải, nó bao giờ nó đổ về nhĩ trái cả. Và nếu mà chúng ta xác định cái đoạn này rồi thì chúng ta rất dễ dàng xác định được đấy là nhĩ nhĩ phải. Thế còn lại chúng ta xác định kiểu hình thêm của phổi, còn một thì chúng ta dựa vào các thùy, hai thì chúng ta dựa vào cái cây khí phế quản, tại vì cái phổi phải bao giờ chúng nó chia nhánh sớm lên cánh thùy trên, đúng không? Chúng ta đã dễ dàng xác định kiểu hình của phổi phải, đúng không? Thế còn lại yếu tố nữa chúng ta xác định tầng nhĩ, chúng ta có thể căn cứ vào kiểu nhĩ được thì sau chúng ta sẽ nói trên. Đây có thể các thể phân của bên phải chúng ta thấy là hai phổi đối với nhau và nhĩ nó nằm ở giữa, và thường thể này không có lạnh, đúng không? Vô lạnh. Tuy nhiên gan rất to nằm giữa và dạ dày nằm bên trái, nhưng không thể lách đâu cả. Còn ngược lại phân trái thì đa lách nằm ở ngược lại. Tuy nhiên thì kiểu hình của phổi chúng ta là gì? Kiểu hình của hai thùy của cái gan. Rồi cái này chúng ta nói rồi, bao giờ chúng ta căn cứ cái đoạn tĩnh mạch chủ trên ngang, bao giờ đổ phải, đúng không? Một số cái nữa là chúng ta có thể căn cứ thêm vào cái vị trí của cấu trúc tiểu nhĩ. Cấu trúc tiểu nhĩ thì ra một cái yếu tố cũng khá là hay để chúng ta có thể phân biệt được là nhĩ phải và nhĩ trái. Thì đối với những phải thì thực ra thì nó có cái cấu trúc là cái phần ngắn vào cái nhĩ, chân nó rộng, chân rộng và ngắn cùng. Thế còn lại là gì,
còn lại là và một cái nữa, cái nhĩ phải thì thường chúng ta thêm một cái cấu trúc nữa, cấu trúc và sau hoành nó đổ nhĩ phải và giữa sau hoành và nhĩ phải có van trapezius thì chúng ta sẽ có thể xác định được tiếng của nó. Nhĩ trái thì có phần ngoài cái vùng nhận, tức là bốn cái mạch phổi thụ lưu về thì có vùng nhận mà nó có một cấu trúc nữa là tiểu nhĩ trái, và thông thường chúng ta có thể sử dụng cái tiểu nhĩ trái. Nếu chúng ta xác định được cái mạch phổi thì dễ dàng xác định là tiểu nhĩ trái, còn nếu không có thể sử dụng cho mình cái kiểu của tiểu nhĩ trái, chúng ta xác định xem nó là cái phần nhĩ trái hay không. Và cái hình tiểu nhĩ trái thực ra thì có nhiều kiểu hình khác nhau, và hình ảnh hay gặp nhất là hình ảnh chicken wing, tức là chỉ nhập cánh gà, nó hai phần này gặp của nhau, có không đủ số trường hợp khác chúng ta có hình ảnh như là một cái bông súp lơ hoặc là một cái cây xương rồng vân vân. Cái này bây giờ một số cái bước thì nó bắt đầu chúng ta tiến hành bước cái tiểu nhĩ trái, chúng ta phòng ngừa cái huyết khối. Đây tiểu nhĩ phải, thấy đây tiểu nhĩ phải, tiểu nhĩ phải, tiểu nhĩ trái, chúng ta tính xem là các ở trên tiểu nhĩ trái có số lượng cơ lượng đây, chúng chỉ bám chạy bám nó hẹp vân vân. Ở vị trí tim rất đơn giản, chúng ta tim quay phải, quay trái và còn tim nằm giữa cũng được. Để số tim quay phải, quay nằm giữa, quay phải. Trong cái tim của tim đặt chỗ nữa, theo tim nằm ngửa thẳng hẳn nồi ra ngoài ngực thì cái này thì thường rất nặng, bệnh nhân thường tử vong chứ không kịp làm gì. Đây là cái sự khiếm khuyết của thực ra bản chất nó khiếm khuyết của cái thận của thành đường. Bây giờ đó là cái thoát vị tim, thậm chí cả phần của chỗ cổ bụng ra ngoài như trong trường hợp này. Thì hôm nay rất tiếc cái cháu chủ ở đây, nhưng mà sau đó cũng không làm gì được, cháu tử vong. Tức là một phần của mỏ của thận ra ngoài cộng với cả gan ra ngoài rồi ra. Cái này làm đi lăng trước thì để cộng cái có thể can thiệp gì không, nhưng thế chắc là cái này cũng không làm gì được, cháu rất là nhỏ. Rồi chúng ta xong cái phần tầng nhĩ, chúng ta sẽ quan lên một chút quan tâm tầng thấp. Thì thực ra chúng ta có tầng thấp thì chúng ta đánh giá thôi. Vị trí thông thường của thất trái thì nằm bên trái và thất phải thì nằm ở bên phải, đúng không? Vẫn cung phải bên trái x quang thì đây là vị trí bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta có thể không ngược lại và cung ngược lại. Tại vì sao? Chúng ta thấy rằng là hiện trong quá trình hình thành khối thai của tim, chúng ta có sự hình thành ngày góc và xoay liên tốc. Tức là cái tầng nhĩ này nó nằm ở, nó lên trên và đi lên trên dần, hơi ra sau so với cả tầng thấp, và đồng thời cái thấp nó sẽ xoay lại sang bên phải, đấy là vị trí bình thường. Thế nếu mà trong quá trình đấy nó lại đảo ngược lại từ ống tim đến thủy này, nó xoay ngược lại, tức là gì, cái thằng nhĩ nó lại không đi lên sau đi ra sau lên trên theo ở bên trái mà lại ngược lại phải, thì nó sẽ đẩy thằng thấp phải sang trái, tức là như vậy ống tim thấp cũng giảm từ đỉnh quay trái, đúng không, từ bên trái. Thế thì trong tim bẩm sinh thì một số kiểu hình thái của chúng ta phải dễ dàng các xác định được thất phải của thất trái, cái đấy là cái khó là chúng ta có thể dựa vào van tim. Chúng ta nói rồi cái vị trí xác định van tim, nếu xác định van hai lá hoặc van lá thì rất quan trọng. Cũng ngoài ra thì chúng ta sẽ căn cứ một số cấu trúc như bè cơ, cái này thì độ dày có thể phải cũng là chắn trong trăm đâu. Thông thường thì thất phải bao giờ cũng là cơ bè, vì khối cơ không tập trung được đám, là vì cái thất trái là thất có bọc nhiều nhất, do đó khối cơ nó hội tụ nhau tập trung thành một khối cơ chắc chắn, vì nó có bọc tấm bọc màu, do đó cái bè cơ ở trong lòng buồng thất trái thường nhặn, còn thất phải thường dạng cơ bè hơn. Tuy nhiên một số bệnh lý khác như là bệnh cơ tim không biết bè, nó có thể gặp cái tình trạng mà cơ tim nó không thành khối chắc chắn của cột cơ. Thì đối với thất phải thì nó dính cả vào bách và bờ tự do, nhưng còn chủ yếu đối với cột cơ ở thất trái thường dính vào bờ tự do thôi. Và đây có một cái Morris band làm cái giải trung gian này, đó là cái cột cơ đi hơi chéo ở cái mỏm thất phải, thì đấy là dấu hiệu chúng ta tự ý xem ở đây cái band này và cái band của đây là thất phải, đúng không? Thường rất dễ dàng của mình nữa, các bè cơ như này chúng ta sẽ dễ dàng xác định được cơ thất phải với thất trái này, đúng không? Các cơ bè trong đó thất trái thường bởi trong khá nặng và dễ dàng là các cột cơ của diện của cơ của và van hai lá, đúng không? Thế thì quy luật là gì? Quy luật vị trí thất thì thất phải nằm bên phải van hoành chủ thì nó gọi là D, tức là có cung bên phải thất trái nằm bên trái van hoành chủ. Và cái van nhất chúng ta nói rồi thì chúng ta thông thường chúng ta căn cứ vào van hai lá, van ba lá thì chúng ta xác định xem nó là gì, xem là đâu là thất phải và thất trái. Thì vì van ba lá vậy thì van hai lá thì nằm ở phía sau bên van hai lá thì nằm ở phía sau bên trái, van ba lá phía trước bên phải một chút, đúng không? Còn đối với cả đại động mạch tầng thứ ba là quan tâm của đại động mạch, chúng ta sẽ xem có hoán vị hay không, bất thường vị trí không. Thế có thấy rằng là cũng theo tương quan vị trí mà gì ạ,
cung bên phải, cung bên trái của cái vùng thất, mà cái cung của cái cơ cái SD vị trí của các đại động mạch nó xoay như thế, đúng không? Nó xoay như thế. Đây chúng ta dễ dàng, đây là chúng ta nếu coi cái ổn phổi là một cái điểm tâm điểm và động mạch chủ quay xung quanh nó, thì các vị trí khác nhau của động mạch chủ ta sẽ có gì? Các gọi là cái gì? Các bất thường gì? Các bất thường của đại động mạch. Có thể quán xung quanh đại động mạch. Ví dụ như là ở vị trí bình thường, đây là vị trí bình thường, động mạch chủ nằm ở phía sau hơn và động mạch phổi thì nằm ở phía trước lệch sang bên trái hơn so với cả diện bên động mạch chủ. Đấy là vị trí bình thường, sinus solitus ở đây luôn luôn là vị trí bình thường là như thế. Tức là thằng động mạch phổi thì nó nằm phía trước gần sinus hơn, đúng không? Thế thì bất kỳ lý do gì mà thằng động mạch chủ nó xoay ra trước như thế này thì chúng ta sẽ thể nó bị này bằng bên phải, hoặc là nằm ngang bằng nhau thì cũng là gì ạ? Nó không hẳn hoán vị nữa, chúng ta là gì ạ? Di lệch vị trí, di về vị trí bất thường. Thế còn ngược lại, nếu mà sang thằng động mạch phổi nằm vẫn nằm vị trí đấy, nhưng mà động mạch chủ lại gì ạ? Lại đảo ngược lại, nằm từ phía gì ạ? Từ phía bên phải nó sang phía trước bên trái thì nó sẽ hoán vị này rồi, lại động mạch bên trái. Hoặc là ngược lại, thằng động mạch phổi nằm đây nhưng động mạch chủ nằm xuống phía dưới bên phía sau hơn, của ra phía bên trái hơn rồi, thì nó là xong kẹo động mạch. Còn ngược lại như thế cũng bằng. Như vậy chúng ta lấy được động mạch phổi là tâm, còn lại là động mạch chủ xoay cái gì có vị trí này, chúng ta căn cứ đấy chúng ta xác định xem nó là gì, hoàn thiện động mạch hay không. Đây thì chúng ta thấy rằng bình thường đây là vị trí động mạch phổi, đây là vị trí động mạch chủ. Cái này bây giờ ngược lại chúng ta thấy rằng đây là vị trí của van động mạch phổi, và đây là vị trí van động mạch chủ, nó là cái gì ạ? Cái gì ạ? Đây vị trí bình thường đây, đúng không? Bây giờ thì nó lại là đảo lại, thằng phổi đây và thằng chủ này nằm ra trước, nó là gì? Đúng không? Các bạn thấy chưa? Có vị đấy ngoài sang trái đúng không? Và trong phân độ đấy thì chúng ta đánh giá xem có tương hợp hay không. Tức là trong hóa điện động mạch chúng tôi sẽ các tầng nghĩ, tức là hai nghĩ có đủ. Cái này thì có hơi hạn chế là khi chúng ta chia ra ba phần khác nhau thì đôi khi chúng ta không đánh giá được cái định tương hợp của các vùng thất của nghĩ hoặc tương hợp giữa các đại động mạch với cả vùng thất chẳng hạn. Thì được thêm một số nhánh nhỏ đánh giá cái sự tương hợp hay không tương hợp, đánh giá đồng phân vân vân, một số kết nối như thế này thì chúng ta có thể nói qua thôi. Thế thì chúng ta nói về ưu điểm của các đơn vị tính rồi, chúng ta đã thấy rằng là về giá trị hình thái thì trong một lần chụp cung cấp rất nhiều thông tin. Tuy nhiên tại sao chúng ta vẫn phải cần cộng từ? Trong bài qua chúng ta thấy cộng từ có những cái gì ạ? Ưu điểm là cái gì ạ? Không nhiễm xạ của em là gì? Thì nó không một cái giá trị quan trọng nữa, tại vì siêu âm tim bao giờ khi làm siêu âm tim mà chúng ta có hai giá trị, một là giá trị hình thái và hai là chức năng. Bao giờ siêu âm tim người ta cũng phải đo gì cả cái ý gì là chức năng hai thấp phải, ít nhất là thất trái hoặc không bị thất phải, nếu mà có cho điều kiện cho phép rồi đánh giá các chênh áp đủ thông vân vân, thì cái đấy là cái các đơn vị tính đa giới hiện tại là chúng ta chưa thể dễ dàng làm được. Thế do đó mà chúng ta sử dụng thêm cộng từ nó có hai giá trị, mặc dù độ phân giải về không gian tức là chất lượng hình ảnh nó không còn so với cả các đơn vị tính đâu, tuy nhiên có lại ưu điểm gì nó cắt theo thời gian thực và nó cho phép chúng ta đánh giá được cả cái CD, chúng ta đánh giá được đường thông. Như thế mà mình sẽ thấy ra gì ạ? Với hình ảnh tĩnh chúng ta dễ dàng chúng ta xác định được chỗ thông tin thứ nhất đúng không ạ, và đây là chỗ thông tin thứ hai. Nhưng đây chúng ta thì có đúng không, chúng ta nhìn thấy thì có bóc của tim như thế nào, như là chúng ta nhìn thấy như thế nào theo thời gian thực thì máy bao giờ được đủ cái cục thu điện tâm đồ nó sẽ biết là từ đâu được khí tâm thu được tâm trường, và tim có bóc đấy chúng ta có giá trị, chúng ta thấy là có thể chúng ta thấy một phần đúng không đây, cái xăng đây, cái dòng chảy chảy nghe nó đảo nó cả hai chiều ở trong đợt này, chúng ta thấy rằng là và cái vách lên thất đây cũng thế, nó có phần di động bình thường, đáng ra thì cái thất phải trong trường này thì là thất trái thì nó bắt đầu nó thay đổi một bên giãn với nhỏ hơn hơn với tiểu sản đúng không, nó đẩy ra cái vị trí lỗ thông biến thất đấy, chúng ta có thể từ đấy chúng ta đo đạc chức năng rồi cái tình trạng của cái chứng pha lộ, thế đây thì chính xác định vị trí lỗ thông biến thất. Rồi chúng ta có thể xác định được các vòng đối trục phổi mắc ca rất dễ dàng trên hình ảnh của cộng từ. Nhưng tuy nhiên phòng mắt của người thấy rằng là những cái hình ảnh đấy nó giờ nó không nét bằng so với cả hình ảnh đúng không, chúng như so sánh với TV thường như LED vân vân nó sẽ nhìn, nhưng mà chúng ta cũng đủ để giá trị chẩn đoán đúng không. Và ưu điểm là nhân lượng thuốc cảm quang rất ít, không bị ăn tiền. Tuy nhiên gây mê là một vấn đề đặc biệt đối với tim bẩm sinh và viện tim nhi, tại vì các cháu nhỏ nếu chụp cộng từ nó hết sức cân nhắc. Thứ nhất là phải lắp cái coi đèn được, trong những trường hợp cháu quá nhỏ thì cân nhắc thì phải dùng cát lỡ
thứ hai là phải gây mê, thì nếu mà nó không hợp tác cũng dễ dàng để chúng ta có thể chụp lâu, và gây mê thì hết sức cẩn thận khi tuyển sinh, nữa gây mê thì nguy cơ rất là cao. Và bản thân thực tế tại đây chúng ta có một trường hợp tử vong không nhỏ sau gây mê, là gây mê đó, cái đơn vị nào mà làm gây mê thì cộng từ tim thì nên có hệ thống monitor đầy đủ của hệ thống hồi sức ở trong phòng. Tại vì nếu mà đi kèm với đấy chỉ là điện phải đầu tư thêm một hệ thống để monitor khử từ trong buồng để chúng ta theo dõi bệnh nhân này. Vì tất cả những bạn monitor thông thường ở cấp cứu chúng ta có thể đưa vào trong phòng để phải monitor chuyên dụng, rồi kể cả hệ thống máy thở nhân tạo, máy thở thở máy nhân tạo, máy thở thở máy chuyên dụng đưa vào cộng từ chứ không máy thở kia không đưa vào. Các bạn cứ bê chụp phòng cộng từ mà các thấy các bạn nào đưa vào cộng từ bê cái bình oxy vào lại xong. Ở đây các bạn nào nhìn thấy cái bình oxy đôi khi vào máy cộng từ nào khủng khiếp, mạch mai có hai lần nó lao in mà nó cắm thẳng vào, hôm đấy là nó huy động 30 bạn, các bạn thanh niên kéo kéo cực kỳ khủng, cái tư lượng của máy 1.5 phải cũng khủng. Thế thành ra là nếu mà để cái vật liệu nó lao vào mà đấy nó bay nó không vào thì nhân thì nó vào khủng khiếp. Đấy, thật ra nếu mà không có máy chuyên dụng mà đưa vào, đấy là an toàn của từ đưa vào phòng thì hay là không chủ quan. Ở đây thì chúng ta có thể đánh giá qua hình thái, đánh giá chức năng, đặc biệt là đối với cả những chức pha lô sau mổ, thì cái hậu quả cái việc chúng ta mở rộng bệnh da thất bản thì đầu tiên là nó đang từ hẹp, cái sau đó mở rộng ra, nó rộng ra dần, máu lên nhiều, nhưng mà sau đó thì nó lại thì lên nhiều quá, có thể thành ra giãn và lên ra thở van ngoài phổi, thở van ngoài phổi, thế do đó mà cái quá trình sóng ngược từ để từ ngoài phổi ngược về thất bản là làm cho tăng gánh thất bản, cái suy thất bản. Thì lúc này chúng ta đánh giá chức năng người ta xem phân suất thở phổi bao nhiêu, chúng ta cân nhắc xem là lúc nào chúng ta phải thay van, nguy cơ phải thay van của các cháu trong cái phòng cũng nên dùng pha lô sau phẫu thuật, đấy là cái giá trị và tăng cả. Rồi những trường hợp thất bại ra này chúng ta xác định rất là rõ thất bại của cái phổi mạch chủ vân vân, đây là tính nhà cái mạch chủ trên của cái nhĩ phải đúng không, đây là chữ xung màu trắng đúng không, qua chúng ta nói màu đen màu trắng rồi đúng không, thêm từ đó màu đen màu trắng, đây là động mạch phổi, đây là động mạch chủ đều xuất phát từ thất bại hết. Hoặc là S-tank chúng ta vừa nhìn rồi, S-tank X-quang chúng ta có dấu hiệu tim hình hộp đúng không ạ? Nên chúng ta thấy rằng là vách bán thấp và gần như cái thất phải nó gần như chẳng thấy buồn nhận máu cả. Toàn bộ đây thì phải sản tướng đúng không ạ? Có cái lỗ thông sản ở đây. Rồi thông sản thì thất, đối giữa thất và đối giữa thì tầng nhĩ và tầng thất là một cái van chung. Đây là ta cắt 4 buồng và để ta cắt qua van, chỉ có một van thất chung. Đây lúc mở van là lúc bóng van, còn thấy các bạn van. Ở đây có cái thông nguyên thất và thông nguyên nhĩ quay sang thông. Thì cái ưu điểm chúng ta có thể đo lại được cái mức độ về là chức năng trên cổng từ, tức là gì, chúng ta muốn là gì, câu hỏi chàng đặt ra là vị trí hẹp này có hẹp không và hẹp mức độ bao nhiêu, thì nguyên tắc ở trên cổng từ chúng ta làm giống như ở trên lốp le siêu lốp le, đây chúng ta cũng xác định được cái vị trí, chúng ta đặt cái trường trục vị trí xác định chúng ta phải đo lại, và chúng ta thì thông qua cái dòng chảy chúng ta tính toán tốc độ dòng chảy lên, từ đó chúng ta có thể tính ra tính toán cái độ chênh áp con theo phương trình các mô hình bằng 4 về một phương vân, hoặc là hình thái các cấu trúc móc ca có thể đánh giá được bình thường nên thì cả. Như vậy là gì, thực tế rằng là trong cái bài này chúng ta mang tính giới thiệu thôi, không bắt người phải đi sâu quá về các mặt bệnh lý như đường sinh, nên chúng ta biết rằng gì, đặc biệt là câu hỏi bác sĩ cũng sàng khi chúng ta cho cái đơn vị về sau chúng ta có thể nghi như dây sản và các nội khoa tim mạch hoặc khá mạnh. Thế thì chúng ta biết là rằng là gì, hoặc lúc nào chúng ta nên sử dụng CT ca da dẫy, lúc nào chúng ta nên sử dụng các cụm từ. Đối với mạch vành chúng ta không nói rồi, đương nhiên là các lớp hình da dẫy nó vào, nó là lựa chọn số 1. Tuy nhiên cụm từ chúng ta có thể lựa chọn trong một số trường hợp mặc dù nó lại không quá tốt, hoặc là trong trường hợp với đơn vị chúng ta chỉ có mạch cụm từ, chúng ta thì cân nhắc một số gọi là nhi trẻ con có thể vẫn được mạch vành, có thể sử dụng đấy như là một trong Tesla. Thế còn thông thường chúng ta thấy rằng các lớp hình da dẫy ưu tiên đối với cả hình hài, ưu tiên đối với hình hài tim, cho phép chúng ta đánh giá được tim, đại động mạch, vân vân. Còn đối với chức năng tim thì gần như là chúng ta phải sử dụng cụm từ, các cái cấu trúc chức năng tim phải đặt cụm từ, và chúng ta cân nhắc giữa cái điều chiếu xạ, sấn tắc giữa cái gì ạ? Đối với cụm từ các lớp hình nguy cơ chiếu xạ, nguy cơ dị ứng thực quản quang. Đối với cụm từ đối với cả trẻ em thì nó nguy cơ với cả gây mê. Thì khi chúng ta chụp cái đấy chúng ta hết sức cần là cân nhắc về cái trường hợp của hàng, chúng ta cân nhắc và nên khi mà chúng ta chụp các lớp hình cụm từ là việc chúng ta đọc những kết quả đấy thì nên có sự phối hợp trao đổi với bác sĩ tim mạch, xem kết quả siêu tim rồi xem là mục tiêu họ cần tìm cái gì, chúng ta sẽ đưa ra cái chiến lược chụp và chúng ta đưa ra cái chiến lược chẩn đoán hợp lý nhất cho bệnh nhân nhá.
và cái phân loại Van Braga thì giúp cho mọi người có một cái sợi chỉ chúng ta cái bám đấy chúng ta đọc. Thực ra thì trong những cái hình ảnh chúng ta mọi người tất cả các cái vị trí các cơ quan ví dụ như là thần kinh, lồng ngực, tim mạch hoặc cơ xương khớp thì mỗi một bộ phận chúng ta đều có một cái diện một cái sợi chỉ, tức là một cái mốc nào đấy chúng ta bám đấy chúng ta phân tích hình ảnh. Chúng ta biết là chúng ta nhìn hình ảnh bắt đầu phân tích từ đâu, chúng ta chọn cái gì đầu tiên. Thì cái đối với cả cái bẩm sinh thì cái hệ thống Van Braga giúp cho chúng ta có tiếng nói chung, chúng ta biết chúng ta tìm gì và tiếng nói chung cả các bác sĩ lâm sàng chúng ta xem phân loại thì đã hợp lý chưa.